Rồi chúng ta băng qua ngã tư nha anh chị ha. Ngô Tùng Châu, Nguyễn Văn Đầu. Đây. Bắt đầu là Sunny cảm thấy bí đường rồi anh chị ơi. Sunny Đòn thân ái mến chào anh chị và các bạn, mà rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đòn. Bây giờ khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 2023. Sunny đang ở gia đình anh chị, và trước mặt anh chị đó là con đường Hoàng Hoa Thám. Phía bên trái thì cái mảnh đất mà sơn mài năm xưa nè anh chị. Nếu mà anh chị đi thẳng thì chúng ta tới ngã tư con đường Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Văn Đậu. Nguyễn Văn Đậu ngày xưa là Ngô Tùng Châu, và nơi đó thì có một chợ cây quéo phía lao sau lưng Sunny đó. Thì chúng ta đi ra con đường Phan Đăng Lưu Chi Lăng. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị, đối với video clip này Sunny đi theo chợ cây quéo ngày xưa để ra một cái xóm đường rầy, để coi buổi tối đường rầy như thế nào. Và Sunny men theo cái đường rầy, cố gắng đi về con đường Lê Văn Sĩ, ngay chỗ con đường Trương Minh Giảng, Trương Minh Ký đó, để chia sẻ với anh chị sớm đường rầy vào một cái đêm cuối tháng 5 như thế nào. Rồi bây giờ anh chị cùng đi với Sunny nha. Thì ở trên con đường Hoàng Hoa Thám bây giờ thay đổi nhiều anh chị ha. Quán nhậu nè, quá trời các bạn trẻ nhậu. Các bạn trẻ thì lúc nào cũng thích vui, tuổi trẻ mà anh chị, cứ nhìn đâu cũng thấy màu hồng hết thôi. Cuộc sống mà nó có lúc này lúc kia, trời ơi đông quá trời đông luôn. Rồi mình đi anh chị ha, đi để cùng nhìn ngó những con đường, những góc phố, một cái xóm đường rầy của mảnh đất gia đình năm xưa. Đèn xanh đèn đỏ thì con đường Nguyễn Văn Đậu, Ngô Tùng Châu, mé trái là ra con đường Phan Đăng Lưu Chi Lăng, bên phải là chúng ta về ngã tư xóm Gà, rồi đi ra cầu Bằng Kỳ, nơi Trăng Long Nguyễn Văn Học đó. Và tới đây thì Sunny cứ đi thẳng. Thì đối với cái chợ này thì Sunny cũng rất là may mắn là khi mà Sunny lên Sài Gòn chơi đó thì cái chợ này vẫn còn. Ngày xưa mà muốn đi vào chợ ban ngày thì cũng rất là khó khăn, sạp hai bên những dãy sạp. Rồi chúng ta băng qua ngã tư nha anh chị ha. Ngô Tùng Châu, Nguyễn Văn Đầu. Đây cái đường mà dọc ở đây là sạp không, đi vô thì cũng rất là khó khăn ngày xưa. Bây giờ thì chợ không còn nữa, tất nhiên là các tiểu thương cũng quyến luyến, họ vẫn còn kinh doanh buôn bán. Bây giờ anh chị thấy 8 giờ rưỡi rồi mà vẫn còn buôn bán rau cải nè. Bây giờ cuộc sống khó khăn nên người ta bán suốt luôn anh chị. Bán chừng nào mà cảm thấy buồn ngủ thì thôi. Và có nhiều người người ta phải ngủ lại, và sáng mai bán tiếp, cuộc sống mưu sinh thì nó cũng vất vả lắm. Mỗi người, mỗi ngành, mỗi nghề mà, cái duyên mỗi người thôi. Con đường này bây giờ cũng mang tên Hoàng Hoa Thám. Đi cuối con đường này có con đường Nguyễn Thượng Hiền, nhưng mà Sunny sẽ đi vào một cái xóm hẻm thì không biết có bị lạc hay không. Tối mà bị lạc trong cái xóm hẻm là rất là mệt, mò dò ra mệt lắm. Ban ngày thì dễ, nhưng buổi tối thì nó khó khăn. Nhưng mà thôi, mình cứ đi để mình ngắm cuộc sống. Bán cam, hột gà, nói chung là bây giờ thì buôn bán, nói chung là sợ không có tiền thôi, chứ có tiền thì đầy đủ thức ăn, thức uống. Nơi sang trọng có, nơi bình dân có, vỉa hè lề đường cũng có. Bán rau cải nè. À.
Hôm nào Sunny sẽ đi khám phá ngã tư Sóc Gà. Nơi đó thì có một cái dãy, một con đường hẻm có quán cà phê năm xưa mà Sunny thường đóng đô. Không biết là bây giờ thì còn bán cà phê hay không. Đối với những quán cà phê ở đây là có vườn tược rộng lắm, quán cà phê sân vườn. Đó là những năm đầu thập niên 90, năm 2000. Rồi, tới đây thì Sunny sẽ dò dẫm, mình băng qua con đường Nguyễn Tượng Hiền anh chị ha. Bắt đầu chúng ta đi coi, đi mà để tìm ra coi cái đường này, quẹo con đường trái, rồi trái vô cái xóm. Xóm này không biết có đi ra đường rầy hay không. Ok, rầy cứ đi nha anh chị. Đó, mình cứ đi theo dòng xe người ta thôi. Bán nhỏ thôi, buôn bán thức ăn thôi. Mọi người cũng đóng cửa đi ngủ hết rồi. Chắc có lẽ là quẹo phải. Ý, có phải là quẹo đường này không ta? Sao tối thui giờ trời? Đầu là Sunny cảm thấy bí đường rồi anh chị ơi. Đường đây là nhỏ nhỏ. Anh đi ra con đường rầy đi hướng này phải không anh? À rồi cảm. Dạ. Dạ dạ. Em. Dạ cảm ơn anh. Đường đi cửa miệng. Thì ở đây thì anh chị thấy nhà cửa ở đâu ngày xưa Đức nghe nó cũng rộng lắm. Người ta chia ra, cắt ra. Đi thẳng hoài luôn, quẹo trái. Rồi, con đường rầy kia. Rồi, mời anh chị cùng trải nghiệm nha. Tưởng lạc chứ hóa ra không lạc. Rồi, đây, con đường rầy. Ước gì có xe lửa chạy qua. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau men theo con đường rầy này. Cứ bám con đường rầy mà đi về con đường Trương Minh Giảng, Trương Minh Khí, Lê Văn Sĩ anh chị ha. Sớm đường rầy ngày hôm nay đây. Con đường này nó bên đây thì nó hơi rộng. Đó, những con hẻm ngoằn ngoèo anh chị thấy không? Văng qua con đường mé bên kia, đi con đường nhỏ nhỏ nó thích hơn. Tắt đèn đi, thầy chói mặt ta. Các cô lão thì có cái bàn ngồi làm xương xương dài ve.
đàm đạo. Sau một ngày làm việc vất vả, các chị thì cũng ngồi tám uống cà phê, có những cái quán cốc mang theo cái sớm đường rầy. Thì ở đây là hẻm hóc thì cũng nhiều lắm, bật đèn lên cho nó sáng tí xíu. À, đây có những tạp hóa và lấy cái đường, những cái lan can đường rầy để treo hàng hóa. Và để ý là người ta nhà nhỏ quá, người ta cũng xếp cái bếp ở phía trước để người ta nấu ăn. Dạ, dạ, quẹo. Đó, tiếp tục. À, ngày đó chừng rồi, cô nói quéo, quéo, quéo. Đây là con đường mà. Con đường gì? Tiếp tục nha. À, có hình như con đường Thích Quảng Đức, à, có tên là ngày xưa có tên là Nguyễn Huệ đó anh chị. À, xin đi cũng không chắc nha anh chị ha. À, hình như là vậy. À, nhà cửa thì ai cũng đóng ngủ rồi, ngủ sớm anh chị, chứ ở đây cũng dễ bị đánh thức lắm. Cứ lâu lâu thì cứ sình sịch sình sịch sình sịch, nên ngủ sớm lấy sức khỏe. Cứ xe lửa chạy qua là đánh thức. Nhưng mà nói thì cho vui thôi, nói cho vui chứ ở đây thì nghe riết cũng quen. Nhiều lúc mà nghe riết quen mà đi dọn đi nơi khác, nhiều lúc không có tiếng động đó cũng khó ngủ. Nhà ở đây nhỏ nhỏ nhỏ, nhà ở đây nhỏ nhỏ thôi anh chị. Quán cà phê, chơi cá ngựa. Đây, đó, cái bàn, có những chân đèn để làm một cái nơi quán cà phê nhỏ, cũng hay, nhẹ nhàng. Chắc gia đình ở đây thì ai chắc cũng đông con. Rồi, con đường này là con đường, à, con đường Nguyễn Kiệm. À, ngày xưa có mang tên là Võ Duy Nguy. À, mình bây đi thẳng luôn nha anh chị, để dòng xe, à, bên phải dòng xe đang đi đó thì về ngã Ba Chúa, mé bên trái là về với ngã tư, à, con đường Chi Lăng, à, Võ Duy Nguy. Ngày hôm nay mang tên là Phan Đình Phùng. Còn con đường Nguyễn Kiệm ngày hôm nay, ngày xưa là cũng Võ Duy Nguy. Rồi, đợi dòng xe. Cái này cũng đợi đoàn xe, làm chúng ta phải đợi tới đèn xanh đèn đỏ cho hết dưới kia mình mới đi được. Rồi, ngớt ngớt xe rồi đó. À, à, nói chứ ở đây thì ngớt ngớt xe, nhưng mà anh chị cũng phải lấn lấn chút xíu. À, không lấn chút xíu là cũng khó, rất là khó đi. À, chúng ta lại tiếp tục. À, anh chị thấy Sài Gòn không? Có những cái khu dân cư cao cấp với nhiều cái dịch vụ, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê sang máy lạnh. Nhưng ở đây thì một cái xóm nghèo thôi. À, cũng có quán cà phê, cũng có quán nhậu, à, ven cái đường rầy. Lâu lâu là ngắm, à, xe lửa chạy qua. À, có nhà nó nhỏ nhỏ và bên phải thì có những con hẻm, mình đi vào sâu vào trong hẻm buổi tối thì Sunny không dám đi. Đôi khi bà con anh chị, bà con họ cũng lựa con đường này để đi.
Lý do là đi làm về thì có rất là nhiều con đường ở phía ở ngoài kẹt xe, nên chính vậy là họ cũng lựa con đường này đi anh chị. Nãy giờ sao không có xe lửa chạy qua ha. Đôi khi mà Sunny bị kẹt xe dữ quá, Sunny cũng chọn từ con đường này để đi anh chị. Ở bên phải thì có những con hẻm tối ôm ôm mà. Con đường này tối quá, không có đèn đường. Trời đèn pha. Quẹo qua bên kia để đi hướng bên đây anh chị. Trời ơi, đèn pha không thấy đường luôn. Ở đây có quán cà phê nè. Quán cà phê nhẹ nhàng thôi, có 2-3 bàn thôi anh chị. Cuộc sống thì nhiều người ta vậy đó. Người ta bán cà phê đủ cho buổi sáng mai đi chợ thôi. Và còn đây là con đường gì? Đây là con đường Võ Tánh, Hoàng Văn Thụ anh chị. Rồi, trên đây đang đợi dòng xe. Bên phải là mình về phi trường Tân Sơn Nhất, bên trái mình về khu vực Chi Lăng. Và tiếp tục đợi dòng xe ngớt và xin đi. Rồi, mình băng qua đường tiếp nha anh chị ha. Xe ở đây thì mình phải cẩn thận, không cẩn thận là xe nó ủn. Rồi, tiếp tục con đường. Anh chị có bao giờ cắt cớ giống như Sunny không? Đi như thế này thôi. Nếu anh chị không đi thì Sunny chở anh chị đi. Cái đường đây này mình sẽ tới với con đường hình như là Nguyễn Trọng Tuyển thì phải. Nguyễn Minh Chiếu ngày xưa đó. Đúng rồi anh chị. Đây có bàn bia. Đúng rồi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Minh Chiếu và đây. Mình tiếp tục nha anh chị ha. Và đây có một cái quán cà phê rất là đẹp nè. Quán cà phê đẹp lắm. Miền Thảo Mộc, miền Đồng Thảo, miền Đồng Thảo nó chăm chút cái quán cà phê rộng lắm, chăm chút những cái tiểu cảnh đẹp. Thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy những cái việc kinh doanh mua bán thì nó sẽ nhộn nhịp hơn so với cái mé đầu đằng ở phía Bình Thạnh anh chị. Rồi, ở đây là con đường cách mạng, cứ gọi là con đường công lý anh chị ha. Bây giờ nó tên là con đường Nguyễn Văn Chổi.
Rồi mình vẫn tiếp tục chinh chiến với sớm đường rầy, đi thẳng luôn. Sừng này dục xíu nha. Ok. Rồi, tiếp tục. Bật đèn lên. Lâu lâu rồi Sunny phải tắt đèn, lý do là người ta đang ngồi hóng mát, mình đi chạy như thế này nè. Con đường là chuyên cho người gia đình người ta ra đây, người ta hóng mát, mình chạy chối vô mặt người ta bất lịch sự. Nên tắt đèn. Nhiều người thì không có ý thức gì anh chị, cứ chối với mặt người ta. Tại vì sinh đi đã từng bị rồi nên sinh đi ý tại sao mình chạy mình không có tắt đèn đi. Ở đó có những cái bàn, cái ghế sofa cũ kỹ để là mọi người cũng ra đó ngồi. Rồi, đây có con hẻm băng qua. Và Sunny lại đi ra. Ở đây mình tới ngay chỗ chợ, hình như chợ Trần Hữu Trang là anh chị. Gần tới con đường Lê Văn Sĩ rồi. Cái chợ Trần Hữu Trang ngày xưa là nghĩa địa, một cái nghĩa địa mang tên là Phong Thần đó anh chị. Bây giờ những người mới về đây ở, người ta đâu có biết đâu. Hình như là chúng ta sẽ băng qua con đường Nguyễn Huỳnh Đức và mang tên là Huỳnh Văn Bánh ngày hôm nay. Nguyễn Huỳnh Đức, bữa nào Sunny đi trọn vẹn đường Nguyễn Huỳnh Đức nha, từ Đặng Văn Ngữ, Huỳnh Văn Tiến đó, chạy về tới chỗ con đường Võ Duy Nguy, Phan Đình Phùng luôn. Rồi, ở đây là chúng ta ra con đường Lê Văn Sĩ, Trương Minh Giảng rồi. Nó còn dài lắm, nó dài, mình băng tới đây là mình đi ngang qua cái xóm đào Bùi Phát nữa. Nhưng mà tới đây thì Sunny nghĩ là cũng đã đủ, cũng đã trọn vẹn. Đây, con đường. Wow. Một trải nghiệm thật là thú vị anh chị ha. Trải nghiệm thật là thú vị. Và Sunny sẽ đi con đường Trương Minh Giảng một đoạn nữa thôi. Trương Minh Giảng, Lê Văn Sĩ ngày hôm nay, để anh chị ngắm nhìn hai bên đường. Thì ở đây anh chị thấy là chuyên bán thời trang. Nhân viên chỉ nhìn nhau thôi, nhìn ngó nhau. Khách thì ít khách lắm. Anh chị thấy cảm nhận như thế nào về sớm đường rầy anh chị? Anh chị cuộc sống anh chị ha. Có những người người ta sống phải men đó, ai chẳng muốn là mình sống một cái nơi mà nó có công viên, nó có một cái hệ thống cây xanh, rồi có mo, có quán cà phê. Nhưng mà mỗi người mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh.
người ta bằng lòng với cái gì hiện tại, chỉ cần kê một cái bàn thôi, một cái bóng đèn, ngồi bên cái con đường men theo đường rầy thôi, với một ly cà phê đá, cũng bật nhạc nghe. Rồi có những cái quán phê cốc hay là quán nhậu cốc, các bô lão sau một cái ngày làm việc vất vả sẽ ra đó làm vài ve về ngủ, trao đổi cho nhau những câu chuyện thời sự. Mọi người mọi cảnh, anh chị thấy không? Chỉ có bạn trẻ thôi, nhìn đâu cũng màu hồng, thế là cứ vui. Nhưng mà khi lớn lên rồi đó, cuộc sống nó vùi dập, nó có những cái vấp ngã, thì lúc đó mình mới rút ra kinh nghiệm anh chị. Nhưng mà thôi, vui được lúc nào thì nên vui anh chị. Các bạn trẻ mà cứ vui, vui nhưng mà nó không có cái gì mà gây hại cho, tổn thương cho người khác, tổn thương cho xã hội là được rồi. Ở đây là một cái sân coi như là đá banh của các anh ngày xưa nè. Đó, anh chị thấy cái shop thời trang mà thấy không có ai, giờ anh chị thấy không? Quần áo thì đầy hết á, mà không có người. Ở kia là có con đường, hình như là nó tên gì nè, Trần Huy Liệu, ngày xưa là Trương Tấn Bửu. Rồi đi tới kia là cái cầu Lê Văn Sĩ, cầu Trương Minh Giảng, băng qua dòng kênh Nhiêu Lộc. Thì qua đến ngã tư này thì Sinh Y cũng rất là vui thực hiện một cái video clip để chia sẻ hình ảnh cái xóm đường rầy vào một cái đêm ở Sài Gòn, đêm nóng bức ở Sài Gòn. Và nhân cái clip này, Sinh Y cũng kính chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin đi thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong cái clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.